Thưa quý vị và các bạn, hội nghị lần thứ 16 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 diễn ra ngày hôm nay tại hội trường tỉnh ủy với sự tham dự của 43 trên 48 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, dưới sự điều hành của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Dương Văn Trang và Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn. Các ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các nội dung trình hội nghị. Hội nghị lần thứ 16 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 thảo luận cho ý kiến đối với các nội dung gồm kế hoạch của tỉnh ủy chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 nhiệm kỳ 2025-2030. Quyết định thành lập các tiểu ban văn kiện, nhân sự tổ chức phục vụ đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 nhiệm kỳ 2025-2030 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Điều chỉnh chỉ tiêu nghị quyết số 16 của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị trên địa bàn tỉnh Con Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngoài ra, tại hội nghị này, Bí thư tỉnh ủy Dương Văn Trang quán triệt chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng Bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá 6 tháng đầu năm 2024, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt hơn 8.165 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 6,47%, đứng thứ 30 trên 63 tỉnh thành phố và cao nhất trong khu vực Tây Nguyên. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 13.000 tỷ đồng, tăng 23,4% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước gần 1.790 tỷ đồng, đạt 38,9% dự toán, bằng 109,6% so với cùng kỳ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng, chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên tiếp tục được nâng lên. Tuy nhiên, thu ngân sách nhà nước chưa bảo đảm tiến độ, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn khó khăn thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2023 giảm so với năm 2022. Sản xuất nông lâm nghiệp còn khó khăn, cải tạo vườn tạp chưa đạt yêu cầu. Kết quả tiến độ xây dựng thôn, nông thôn mới còn chậm. Tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2023. Trên cơ sở thảo luận đánh giá kỹ kết quả đạt được và những hạn chế tồn tại trong 6 tháng đầu năm 2024 Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh xác định các chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh 6 tháng còn lại của năm 2024. Kết luận hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Dương Văn Trang giao Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp ngành, các địa phương khẩn trương giả soát các chỉ tiêu của cấp mình, ngành mình để cụ thể hóa, tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu được Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh thông qua. Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, thời gian từ nay đến Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 không còn nhiều. Trong bối cảnh các cấp ngành vừa phải tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, vừa phải chuẩn bị kỹ nội dung, nhân sự và các điều kiện cần thiết để lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng Bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 17 nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Do vậy, để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, các đồng chí tỉnh ủy viên, lãnh đạo các cơ quan đơn vị địa phương phải nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò trách nhiệm của cá nhân, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo, điều hành đối với lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao với quyết tâm cao nhất phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra